Hết tập này add off nha. Hôm nay có việc bận thành ra là không lên được nhiều hơn. Chân Mệnh Đế Tiên, tập 534, cũng là tiên võ truyền kỳ, chương 3767 đến chương 3772. Chỉ là theo năm tháng thay đổi, trải qua vô số thương hải tang điền, về sau, thời đại của Giao Trì Nữ Đế cũng dần dần hòa vào cát bụi lịch sử. Truyền thừa của thánh địa Giao Trì vẫn còn đó, nhưng thần hội Giao Trì lại không có cách nào xuất hiện sự huy hoàng như vạn tộc triều bái năm đó. Giao Trì Nữ Đế cuối cùng đã trở thành truyền thuyết. Trong tiếng trống, tiếng tiêu vang lên, Diệp Đế Hạo đem hột đào còn dư cũng nhai tan nát, tiếp theo cũng nuốt nuốt vào trong bụng. Xong việc liền lại đem tay vươn vào trong ngực Kỳ Vương, lại moi ra một quả đào khác. Cái mặt con lừa Kỳ Vương biến đen, muốn đem hai trái chuẩn bị lấy về để nghiên cứu, lại không nghĩ Diệp Đế Hạo cái thằng này moi ra bằng sạch, liền hột đào đều không chừa lại cho nó. Người nói có tức người hay không? Trên 9 tầng mây, Giao Trì tiên tử một nhóm đang vũ múa, đã hạ thấp người cúi chào, rước lấy một tràng vỗ tay cùng tiếng khen ngợi. Mà theo Giao Trì tiên tử một nhóm rời đi, một lời nói nhẹ nhàng hư ảo vang vọng khắp thần hội. Hoàng cổ thánh thể 10 vạn năm cũng khó xuất hiện, không biết có thể đến dự luận bàn một phen hay không, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện cho ta. Hoang cổ thánh thể sao? Tất cả mọi người đều kinh hãi hô một tiếng, nhao nhao ghé mắt nhìn về phía bát hoàng tử của phần hoàng tộc. Bởi vì lúc trước, cái lời nói sâu kín kia chính là xuất phát từ trong miệng của hắn. Hoang cổ thánh thể ở đây sao? Không ít người đều tại bốn phía tìm kiếm, đặc biệt là thần tử Thiên Tầm cùng thần tử Thương Linh bọn hắn. Nghe được thánh thể hai chữ này, sắc mặt lập tức dữ tợn. Diệp Đế Hào, lời khiêu chiến của ta, ngươi có dám tiếp hay không? Thần tử Phượng Hoàng âm u cười một tiếng, đưa tay bắn ra một đạo tiên quang, vọt thẳng đến Diệp Đế Hào đang ở đối diện. Cho đến khoảng cách Diệp Đế Hào nửa trượng mới định trụ trở lại, hóa thành một tờ giấy. Trên đó hiện ra ba chữ to rất là bắt mắt: thư khiêu chiến. Hắn là hoang cổ thánh thể sao? Ánh mắt mọi người đều tụ lại trên thân Diệp Đế Hào. Giờ phút này, cho dù có ngốc cũng đã nhìn ra manh mối. Người mà thần tử Phượng Hoàng muốn khiêu chiến chính là thánh thể. Thần tử, chẳng lẽ nhận lầm người rồi sao? Ta là một cái phàm thai, cũng không phải là cái gì hoang cổ thánh thể à? Diệp Đại Hào ung dung cười một tiếng, tùy ý phất tay, cũng tùy ý làm thư khiêu chiến kia biến mất. Giả thần, giả quỷ, sớm tại ngươi tiến vào tiên sơn một khắc này, bản công chúa liền đã nhận ra ngươi. Phượng Tiên cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng dùng bí pháp che lấp huyền cơ liền có thể lừa dối được ta. Phượng Hoàng công chúa nói cái gì vậy chứ? Tại hạ nghe không hiểu. Diệp Đế Hào cười cười nhún vai, và liền để ngươi xem cái này một chút đi. Phượng Tiên cười ranh mãnh, nhẹ nhàng phất động bàn tay ngọc, liền thấy trong cơ thể Diệp Đế Hào có một đạo hư ảnh Phượng Hoàng hiển hóa, hóa thành một đạo ấn ký huyền diệu. Cái này là gieo xuống lúc nào vậy? Diệp Đế Hào thầm mắng một tiếng, đúng là không có chút phát giác nào. Còn không thừa nhận hay sao? Phượng Tiên thần linh quát lạnh một tiếng, lại tiếp tục che giấu, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhận. Diệp Đế Hào bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng là hiển hóa chân dung. Mặc dù anh vẫn còn có thể tiếp tục diễn, nhưng cơ bản cũng không có cái trứng gì dùng. Bởi vì Phượng Tiên đã nhận định anh chính là Diệp Đế Hào. Đã là nhận định, nếu anh không thừa nhận, nàng như thế nào lại bỏ qua, sẽ chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi. Thật đúng là hoang cổ thánh thể. Nghe nói thấy Diệp Đế Hào thừa nhận, tiếng người tại hiện trường nháy mắt liền huyên náo. Ánh mắt mọi người đều là tập thể hướng về phía Diệp Đế Hào bên kia hội tụ, ánh mắt đầy sự kinh dị. Ta đã từng gặp qua hoang cổ thánh thể, là hắn không thể nghi ngờ. Không ít người đều ngồi thẳng người, hai mắt sáng ngời nhìn Diệp Đế Hào, chỉ trách Diệp Đế Hào suốt đoạn đường này đã làm quá nhiều chuyện kinh thiên động địa,
như là tại huyền hoang Tinh Hải ngày xưa. Cái con hàng này đã một người truy sát 500 chiếc thuyền chiến của Bái Nguyệt Thần Giáo. Đúng là thánh thể. Bà Lão Thánh Vương lúc trước đem Diệp Đại Hào cùng Kỳ Vương ngăn tại ngoài cửa núi Giao Trì, thần sắc trở nên sững sờ. Mà nhóm 9 vị đại thánh Giao Trì lúc trước bắt Diệp Đại Hào trở về, sắc mặt cũng có chút trở nên kỳ quái. Lúc trước bọn hắn đúng là không thể nhìn ra huyết mạch của Diệp Đại Hào. Thực sự là nhìn nhầm rồi à? Quá nhiều lão gia hỏa đều hai mắt lấp lóe, huyết mạch nghịch thiên cùng sóng vai với đại đế, hôm nay được nhìn thấy quá đúng như lời đồn đại, không hề đơn giản. Đúng là hắn rồi. Thần tử Thái Thanh cùng thần tử Chí Tôn một đám sắc mặt trở nên kỳ quái. Diệp Đại Hào chính là cơn ác mộng của bọn hắn, đó là một bóng ma tâm lý đến nay không cách nào xua tan. Là hắn, là hắn. Thần tử Thiên Tầm, thần tử Thương Linh cùng thần tử Vũ Hóa sắc mặt đã trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Đại Hào như những ác ma muốn xé nát anh. Cầu gia thật đúng là không ít ra. Cơ Tuyết Băng quét ánh mắt nhìn một vòng, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lần thịnh hội Giao Trì này sẽ đặc sắc hơn nhiều so với những năm qua. Một đám lão chuẩn đế nhao nhao cười một tiếng, nói xong còn không quên nghiêng mắt nhìn một đám thần tử ở đây. Có nhiều người đã ma quyền sát trưởng, từng tên mắt bắn tinh quang bốn phía. Bọn hắn đều là hạng người cao ngạo, hết lần này tới lần khác liền không tin thánh thể là vô địch cùng cấp. Lão phù bấm ngón tay tính toán, người sắp tiêu đời rồi à? Nghe tứ phương nghị luận, Kỳ Vương một mặt ý tứ sâu xa nói ra, sự bức cách của ngươi sẽ tại thần hội hiên hôm nay tăng lên đến mức cao nhất. Xem ra huyết mạch thánh thể vẫn là rất nhận được sự chào đón của mọi người. Diệp Đại Hào hung hăng chây mặt đầu lông mày. Diệp Đại Hào, ta đang chờ câu trả lời của ngươi. Thần tử Phượng Hoàng ngang ngược nhìn xem Diệp Đại Hào, ta đến đây để ăn quả đào, hôm nay không muốn đánh nhau. Diệp Đại Hào trực tiếp một hơi từ chối, cũng không rảnh rỗi cùng con hàng này nói chuyện tào lao nhạt nhẽo, có thời gian đùa bỡn với hắn ta còn không bằng lên đường đi tìm người chuyển thế. Chuyện này không phải do ngươi nói mà được. Phượng Hoàng khóe miệng hơi vẫn lên, tổn thương tới hoàng muội tiên nhi của ta, một câu không muốn đánh liền nghĩ muốn bỏ chạy, thiên hạ này tựa như không có chuyện dễ dàng như vậy à? Là nàng xuất thủ trước, ta cũng không thể cứ đứng đó mà bị đánh à? Diệp Đại Hào bất đắc dĩ giang tay lại nói, luận bàn mà thụ thương là không thể tránh được, ta giống như cũng không có hạ nặng tay. Thần tử ta không có hứng thú với lời nói của ngươi, cái mà ta quan tâm là kết quả. Thần tử Phượng Hoàng châm chọc cười một tiếng, ngươi ngày xưa tổn thương người Phượng Hoàng tộc của ta và liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Được, khiêu chiến của ngươi ta tiếp. Diệp Đại Học cuối cùng là chịu thua sự dây dưa của hắn, một mực nhượng bộ cũng không có cái trứng gì dùng. Thần tử Phượng Hoàng là không muốn tốt, trận chiến ngày hôm nay là anh không thể tránh được. Lúc này mới có dáng vẻ của một thánh thể đó. Thần tử Phượng Hoàng đầy mắt sát ý, nói xong liền muốn đứng dậy giáo huấn hắn, không cần thần tử Phượng Hoàng ra tay. Thần tử Phượng Hoàng còn chưa đứng dậy, một tiếng cười nhàn nhạt liền đã vang lên. Nhìn ra xa chính là thần tử Nhật Nguyệt Thần Giáo. Các ngươi, cùng ngươi có chuyện gì sao? Diệp Đại Hào liếc qua, chỗ nào mát mẻ lanh qua bên đó đợi đi. Khi dễ tiên tử của Phượng Hoàng tộc, ta đương nhiên muốn xử lý. Thần tử Nhật Nguyệt đi khỏi chỗ ngồi, nhẹ lay động quạt xếp, có thể nói là phong độ nhẹ nhàng, lại là một cái cơ hội tốt để xung xoe. Không chiếm được ưu ái của Giao Trì thần nữ, vậy liền lùi lại mà cầu phương khác vậy. Lòng tự tin rất lớn mà. Diệp Đại Học cười cười, chính là bị chọc cười. Anh cũng không biết là ai đã cho thần tử Nhật Nguyệt sự tự tin như thế. Hoang cổ thánh thể cùng cấp là vô địch, người nhà chưa từng nghe qua hay sao chứ? Người chẳng lẽ đã quên chuyện bị ta một trưởng trấn áp rồi sao? Thần tử Nhật Nguyệt cũng bật cười, khóe miệng hơi vểnh lên, cái cằm nhấc lên rất cao, liền ánh mắt nhìn Diệp Đại Hào đều là bể nghệ. Ha, nhìn ta dễ ăn hiếp lắm sao? Diệp Đại Hào hung hăng vỗ vỗ trán, lại là càng cười càng tươi hơn, dường như nhớ lại một đoạn cố sự trước đây không lâu. Đó là một chuyện cũ cực kỳ sảng khoái.
Cái gì? Thần tử Nhật Nguyệt từng một chưởng trấn áp qua thánh thể rồi sao? Hiện trường thịnh hội có chút xao động, đều là thần sắc kỳ dị nhìn xem thần tử Nhật Nguyệt. Diệp Đế Hào lại không có phản bác. Vậy là đúng rồi à? Bị vạn chúng chú mục, thần tử Nhật Nguyệt lập tức lâng lâng, rất có điềm báo, chân đạp đất liền cất cánh. Nhưng là hắn nói không sai, hắn là đã từng một chưởng trấn áp qua một người cùng Diệp Đế Hào giống nhau như đúc, nhưng người kia cũng không phải là Diệp Đế Hào mà là Hồng Trần. Thần trí ngơ ngơ ngắc ngắc, hắn hôm nay dám tuyên bố thu thập Diệp Đế Hào, hơn phân nữa là đem Diệp Đế Hào xem như Hồng Trần ngày xưa, bằng không thì cũng sẽ không phách lối như vậy. Cứ thế lòng tự tin cứ thế tăng cao, có chút không thể nào dừng lại. Chỉ là hắn làm sao biết rõ nội tình cùng cấp phía dưới, liền hắn hạ người này, Diệp Đế Hào một người có thể đánh được cả một đám. Ngày xưa hắn có thể một chưởng đem Hồng Trần cho trấn áp, cũng không phải là chiến lực của Hồng Trần không bằng hắn, mà là khi đó Hồng Trần tuyệt nhiên không phản kháng. Điều này mới khiến hắn rất tự tin. Thần tử Phượng Hoàng, ngươi không ngại để ta trước tiên thay ngươi giáo huấn hắn à? Thần tử Nhật Nguyệt mở miệng cười, nhìn về phía thần tử Phượng Hoàng một bên, nở nụ cười ấm áp, vẫn như cũ lẹ nhẹ lay động lấy quạt xếp. Tùy ý đi. Thần tử Phượng Hoàng hoàn toàn chính xác là tùy ý, lại nhìn cũng chưa từng nhìn thần tử Nhật Nguyệt một chút nào. Một câu để thần tử Nhật Nguyệt rất là xấu hổ. Cái sự ân cần này của hắn dâng hiến có chút chẳng ra làm sao. Đến à, nhanh lên đài. Bên này Diệp Đế Hào đã nhảy vút lên chiến đài, không kịp chờ đợi. Hôm nay thù mới thù cũ cùng một chỗ tính hết. Thần tử Nhật Nguyệt cười lạnh, một bước đạp lên chiến đài, trực tiếp ra tay đánh. Tay cầm Nhật Nguyệt thần thông có kiềm khôn diễn hóa, một chưởng có thể xưng là kinh diễm. Diệp Đế Hào không nói nhảm, cũng không thèm để ý tới con hàng này. Lúc này giơ lên bàn tay, thần thông đều vô dụng. Một cái đạn ngã bi thủ đối với gương mặt đỉnh tuấn của thần tử Nhật Nguyệt bạt thẳng tới. Bốp! Một tiếng tát tai lập tức vang lên vang dội, rất là thanh thúy. Trong một cái chớp mắt, thần tử Nhật Nguyệt còn đang phách lối ngang tàn, giờ phút này đã bay ra khỏi chiến đài. Cái tư thế đó không còn là bá khí ầm ầm một cách bình thường nữa. Kỳ Vương ngửa lên cái mặt lừa mà nhìn. Người ở đây, vô luận là chuẩn đế hay là chuẩn thánh, vô luận là nam tu hay là nữ tu, cũng đều tập thể ngửa lên khuôn mặt, chính là đưa mắt nhìn thần tử Nhật Nguyệt bay ra khỏi tiên sơn. Hai tròng mắt còn rất phối hợp theo cái đường vòng cung kia, trái phải nhìn đầy hứng thú. Rất nhanh, bên ngoài tiên sơn giao trì liền vang lên âm thanh rất vang dội. Cường giả đại thần thông mở ra thông thiên, nhìn thấy một màn ngoài núi kia. Thần tử Nhật Nguyệt rơi xuống, dứt khoát đè sập một tòa đại sơn. Cái này, chuyện này kết thúc rồi sao? 2-3 giây sau đó, những người có mặt ở đây, bên trong sự sững sờ, kịp phản ứng lại. Trước sau, chẳng qua một cái chớp mắt, thần tử Nhật Nguyệt cấp bậc chuẩn thánh liền bại. Cái sự nhanh này có chút ra ngoài ý muốn à? Không ít người đều thở dài một tiếng. Sự giả bộ trâu bò này hoàn toàn chính xác là không tốt. Có thể nhìn ra được, lần này trở về, thần tử Nhật Nguyệt sẽ ngoan ngoãn hơn rất nhiều rồi đó. Đám lão già này lại nhao nhao, ý tứ sâu xa, vuốt vuốt chòm râu. Sự tự tin mê muội này, ngoại trừ ngươi, vẫn thật là không có một ai à? Diệp Đế Hào, người quá thực đáng chết. Bên trong tiếng nghị luận, ba tôn đại thánh của Nhật Nguyệt thần giáo thốt nhiên tức giận, tuôn ra uy áp đại thánh, sát khí cuồn cuộn mãnh liệt ép tới hư thiên, rung chuyển ầm ầm. Đây là thánh địa giao trì, không cho phép các ngươi làm càn. Đại thánh giao trì hừ lại một tiếng, đã là luận bàn liền tự có thắng bại, các ngươi là không thèm nhìn pháp tắc giao trì hay sao? Chúng ta... Đại thánh Nhật Nguyệt thần giáo tâm linh nhất thời run lên, lúc này thu lại khí thế. Thay vì ở đây làm càn, còn không bằng đi xem thần tử nhà ngươi một chút đi. Đại thánh giao trì lại nói tiếp, là chúng ta lỗ mãng rồi. Đại thánh Nhật Nguyệt thần giáo bận bịu hoảng hốt quay người, cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám không nhìn pháp tắc của giao trì à. Chớ nói tới ba tôn đại thánh bọn hắn, cho dù là ba tôn cấp chuẩn đế
tới đây gây sự cũng sẽ bị trấn áp giống như vậy. Thánh địa giao trì quá mạnh. Người chờ đó cho ta. Ba người dù xám xịt rời đi, nhưng trước khi rời đi lại ánh mắt đầy băng lãnh nhìn lướt qua Diệp Đế Hào trên chiến đài. Thù hận lần này ngày khác sẽ cùng người thanh toán sạch sẽ. Hờ, làm ta thật sợ hãi đó. Diệp Đế Hào cười lạnh một tiếng. Anh vốn không muốn lại cùng Nhật Nguyệt thần giáo kết oán. Là thần tử Nhật Nguyệt nhất định phải lên đài tìm thê thảm. Anh tự nhiên sẽ để cho hắn được toại nguyện. Thần tử Phượng Hoàng, đến ngươi, đánh sớm, kết thúc sớm. Liếc qua ba tôn đại thánh đã rời đi, Diệp Đế Hào đảo mắt nhìn về phía thần tử Phượng Hoàng. Muốn cùng ta thanh toán, vậy liền lên đài đi. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thần tử Phượng Hoàng đứng bật dậy, rất hài lòng, xoay xoay cái cổ, mang theo sự uy nghiêm của một hoàng tử, cũng mang theo sự cao ngạo của thần tử, kiêu ngạo đến điên cuồng. Hết.